Rồi, xin chào tất cả bọn em, chào mừng bọn em tiếp tục quay trở lại với Motion Phi. Rồi, tiếp tục giao lưu bọn em một vài cây hai châu và một cây khác. Tôi mang bọn em một cây hai châu, bonsai 1NB nhẹ tay nha. Cây khá là chắc nha bọn em. Rồi, đo một vài thông số bọn em tham khảo nha. Rồi, đo cái quanh. Quanh tại vị trí này là nó quanh là 21 nha bọn em. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn nó khoảng 45. Cụ tán nó tầm 50-55 của đen, cụ tán 55. Rồi kích thước chậu luôn. Chậu vuông kích thước là 26 nha, vuông 26. Rồi cây này một cái dòng lá cũng khá là ok này. Cây đang cho trái này. Đây là lứa hoa đầu tiên cho nên cái lượng trái nó cũng chưa nhiều nha các anh em. Dùng hai châu thì nó ra hoa một năm nó ra khoảng 4 đợt. Và tiếp tục có những cái nụ hoa này, nụ hoa bắt đầu chấm tiếp. Đây là những cái trái đầu tiên. Cây khá là ok luôn. Chung là nó cũng khá là hợp lý trong tầm giá nha các anh em. Cây này giao lưu rất là nhiều. Cái giá rất là hữu nghị. Rồi 2.700.000 bao ship. 2.700.000 nha. Bao ship cả cây cả chậu, ship toàn quốc. Các em hợp ý thì cứ gọi điện trực tiếp các bạn thông qua số Zalo. Cây hai châu như này thì giá 2.700.000 cực kỳ hữu nghị rồi. Đó, cây này nó cũng 4-5 năm làm phô rồi. Cây nó đã cho trái. 2.700.000. Rất là hợp lý nha các em. Rồi, hai cái chân khá đẹp. Rồi, Zalo quán dưới này mà 2.700.000. Các em hợp ý thì gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo. Rồi tiếp tục giao lưu của anh em một cây hai châu dáng trực hiền. Cây này khá là hay nè, cây này rất là hay nha, một cây hai châu dáng trực hiền. Rồi cây này chào giá của anh em là 2.500.000 luôn. Của anh em xem video chúng ta, của em tiếp tục quan tâm thì chúng ta tiếp tục xem. Rồi chào giá 2.500.000 luôn, quá là hay, cây quá hay luôn. Của anh em xem cốt này, một cây trực hiền nha, chỉ cần bài bản luôn, chỉ cần rất là già luôn nha. Những cái cây này giao lưu một cái giá rất là hữu nghị, không thể rẻ hơn được nữa nha quý anh em. Hai châu mùa này, hai châu mà chúng ta giao lưu một cái giá như vậy thì cực kỳ rẻ rồi. Rồi cái quanh tại đây nó hơi khó đo quý anh em, quanh tầm này nó tầm khoảng 20 nha. Quanh khúc này khoảng 20 tại nó có cái chậu đo không được, nhưng mà ước lượng nó là thì hầu như là chính xác là khoảng 20 đó. 20 nha. Còn thân này khoảng 12. Thân khoảng 11 12, hai cành trực và hiền tương đối bằng nhau, khoảng 12. Rồi chiều cao tính từ mặt chậu. Đo chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn thì 40. 40, cụ tán này khoảng 45 này. Cụ tán khoảng 45 của anh em, 45. Chậu này cũng xịn sò rồi, chậu Bắc Tiên. Tròn. Đường kính 20, chiều cao này chắc khoảng 22. Chiều cao chậu tầm khoảng 22. 21. Rồi. Chào giá 2.500.000 bao ship cả cây cả chậu, ship toàn quốc. Code COD cho tất cả của anh em luôn, của anh em an tâm. Mời xem thì phát sóng video lúc 11 giờ với lúc 19 giờ. Mời của anh em ta hợp ý những cây nào thì gọi điện trực tiếp để các bạn thông qua số Zalo. Với cây này giá 2.500.000 thì cực kỳ rẻ rồi. Không thể rẻ hơn được nữa của anh em. Rồi, 2.500.000 bao ship. Vẫn là cái khung giờ quen thuộc, mình xem thì phát sóng video lúc 19 giờ và lúc 11 giờ. Kính mời của anh em đón xem, hợp với những cây nào thì ủng hộ. Thì tiếp tục giới thiệu của anh em một cây hải châu. Cây này thì có một cái bệ khá là khủng luôn. Cây này được làm cái cành phóng rất là dài. Của anh em tham khảo. Cây này thì giao lưu giá cũng thô nghị. Mời của anh em xem cơ bản của cây. Xíu nữa sẽ quay gần hơn và đo thông số cho anh em xem. Cây cũng khá là hay nha. Cây mua một cái chậu cũng khá là xịn sò rồi. Rồi bên trên thì đo một vài thông số cho anh em tham khảo. Rồi đo quanh. Cái quanh cây này, cái quanh cũng khá là lớn của anh em. Cây này quanh là 60 nha. Quanh 60. Quanh 60 là cực kỳ lớn rồi của anh em. Cây khá là hay nha. Chung là cây này giao lưu giá cũng hữu nghị, của anh em xem tham khảo. Ở chiều cao là 40 nha, chiều cao là 40 tính từ mặt chậu. Cây này tính
luôn cành phấn nha quý anh, luôn cành phấn nó là 70-75 nha, 75 thì cũng nói rõ luôn cái này. Nếu mà quý anh em giao lưu thì bên Santhi sẽ chỉnh lại cái cành này, chỉnh ngược lại cho nó gọn lại nha. Rồi quý anh em về chúng ta uống lại, tại vì cành này cũng khá đơn giản thôi, không có vấn đề gì nha. Cái nếu mà đỡ như thế này thì bao ship cho quý anh em, đóng cái kiện thì nó phí ship nó cực kỳ cao luôn, cho nên là nói trước quý anh em thông cảm. Nếu mà giao lưu được thì Santhi sẽ chỉnh ngược lại trên này để cho nó gọn cái cây lại và ship cho quý anh em. Quý anh em về chúng ta chỉnh lại, chúng ta nuôi cái cành phóng này cho nó mạnh mẽ, cây cũng khá là hay. Nhìn cái cây nó lạ một chút mà cũng khá là hay nha. Rồi kích thước chậu này là cây chậu Owa. Cái chậu Owa kích thước nó của nó là 40-50 nha, kích thước 50. Owa 50 là chiều cao là 10-13. Rồi bên Santhi sẽ quay gần cho quý anh em xem. Đây, quay gần cho quý anh em xem phần đế này. Đế Owa 60 là cực kỳ khủng nha. Đế Owa 60 là cực kỳ khủng. Rất là ok luôn. Quý anh em xem nè. Nên xem nha. Đấy. Cây quá là hay luôn. Cây này giao lưu giá cực kỳ hữu nghị, bao ship cho của anh em luôn. Cây này giao lưu của anh em là 3.200.000 bao ship. 3.200.000 nha. Bao ship là mất 6-700.000 rồi của anh em. Cây này khá là hay. Của anh em chịu khó như ta về ta nuôi tầm 1 năm nữa sẽ khá là ok. Cái chỗ này thì chúng ta về xử lý lũa nha, quý em tự xử lý nha, quá là ok luôn. 3.200.000 khá là hợp lý, chỉ cần cái này tầm hơn 2 năm rồi, như cái cành già này hơn 2 năm rồi. Giao lưu cái này giá cực kỳ hữu nghị, quý em chúng ta xem ta tham khảo. 3.200.000 bao ship cho quý em mất 6-700.000, quý em xem hợp ý thì giao lưu. Cách gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo của những cái màn hình. Và hai chậu cực kỳ khủng luôn, đế cực kỳ khủng luôn. Rồi 3.200.000 bao ship cả cây và chậu ship toàn quốc. Của anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo. Mình sẽ thì luôn gắn tấm màn hình. Mời của anh em đi mấy kênh cho một đăng ký kênh, nhấn chuông để xem những video lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Xin cảm ơn tất cả quý anh em đã xem video.